Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ chơi một con tướng đối với mình ở nhà là anh em với Mã Siêu mọi người. Thì tại sao mình lại gọi là anh em với Mã Siêu? Từ 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 để mình đánh con lão phu tử này nè. Con này nó farm lính sau mình rồi mọi người, rồi nó chết chắc rồi mọi người. Mình sẽ chuyển về cái dạng kìa, nó chạy nhanh thế nha. Rồi, từ 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 rồi để mình mọi người ơi. Từ từ, chắc là mình sẽ rồi, đây chết nó luôn rồi. Ok mọi người, mất cái tóc biến rồi. Thì tại sao mình lại gọi là anh em với Mã Siêu? Thì riêng mình nó mới là anh em Mã Siêu nha, tại vì mình cũng có một cái trận đỉnh cao của mông điềm này mọi người à, cũng fit như là Mã Siêu vậy đó. Thì trình độ của mình chơi con này thì mình biết, nhưng mà rất là may cái trận fit đó là không có ai soi được mọi người. Ngày xưa chơi Mã Siêu thì có bạn bè còn soi được, nhưng mà cái lần chơi con này rất may mắn là không ai soi được, chỉ có mình biết thôi. Thì bây giờ mình mới công khai lên là con này mình chơi cũng ghê gớm, ngang ngửa Mã Siêu đó mọi người. Thì con này là Quang Vũ đó, thì đó là kiểu như những cái con mình chơi đỉnh cao nhất đó mọi người. Đây mình sẽ solo với con lão phu tử này luôn nha, mình không có sợ đâu. Đây thì con này thì nó không thể nào đánh lại mình được. Con lão phu tử này nó khá là tù, nó không có mạnh như con Omen ở bên Liên Quân đâu. Đây rồi, ok mình lên level 4 trước nó rồi mọi người. Tuy là mình đánh con này gà, nhưng mà cái anti của mình quên bật anti trước rồi mọi người. Rồi xong luôn. Vừa nói tuy là mình đánh khá là gà, nhưng mà mình vẫn giết được con lão phu tử. Nhưng mà chưa kịp nói xong câu đó thì mình đã lăn ra chết rồi mọi người. Đó, pha này là mình vẫn chơi đó mọi người, mình đã đánh thật đâu, pha này là mình vẫn chơi thôi. Đó, thì con này nó có hai lối lên đồ. Một là cái lối lên đồ lên full chí mạng mọi người, hoặc là cái lối lên đồ kiểu full tăng mọi người. Thì trên TikTok người ta hay chơi cái kiểu full tăng rồi áp sát cái lưng vô tường, rồi dùng cái chiêu 2 chắn khiên phía trước mặt, xong rồi đứng trong tường thọc rồi coi như là bất tử luôn mọi người. Rồi con lão phu tử này chết với mình rồi. Đấy, mình mà bật cái anti lên rồi thì nó chọc cực kỳ đau luôn mọi người. Nó có những cái con đệ đó, rồi đó mọi người thấy nó chọc kìa. Có những cái con đệ phụ đam á mọi người, giống như mình không nhớ một con là ta tăng thêm bao nhiêu sát thương, nhưng mà nói chung là có những cái con đệ này vô thì mọi người chọc đau hơn rất là nhiều luôn đó. Còn con huyền sách này thì thôi, nó gà khỏi nói rồi. Dân trung quân làm gì vậy, về đi cha, tự nhiên vô cào cào chỗ nhìn ngáo dữ vậy. Đó, thì đứng này biến về luôn hả, rồi cũng bảnh dữ lắm rồi đó. Thì nói chung là mọi người triệu mấy cái hồi mấy con đệ ra thì mọi người chọc sẽ đau hơn cực kỳ. Còn con lão phu tử thì nó tù quá tù rồi, nó không mạnh như con Omen nó bên Liên Quân đâu. Và khi mọi người tụ lực như thế này nè, thì mọi người sẽ được những cái lợi thế là chọc ra, mọi người thụ càng lâu á, chọc ra thì sát thương sẽ càng to, hồi máu sẽ càng nhiều này. Rồi trong quá trình mà tụ á thì mọi người sẽ được miễn thương, rồi mọi người được miễn khống chế này nọ. Cho nên là khi mà mọi người tụ lực như đó thì con lão phu tử nó sẽ xích anti mọi người, thì mọi người cũng không có bị xích đâu. Lão phu tử nếu mà nó xích anti mọi người cũng không bị xích lại, bởi vì mọi người đang được miễn khống chế rồi. Đó, thì cho nên là mình là không có sợ con lão phu tử này đâu. Đó, mà mình chọc lại con lão phu tử thì có khi là một phát là nửa cây đấy. Đây rồi, ok mình có anti rồi mọi người. Chết này đó mọi người thấy chọc cực kỳ đau luôn. Mình chuyển hướng ngu rồi mọi người. Đây lão phu tử mình sẽ tóc biến và giết nó luôn nha. Không chạy được đâu bạn ơi. Đó, con này nói chung là đam nó thì mình thấy ảo đấy, nhưng mà bị một cái là tù thôi. Nên mọi người cũng thể chuyển hướng những cái con đệ sang bốn góc cũng được, kiểu trên dưới trái phải đó, cho nó chọc được nhiều hướng. Nhưng mà cá nhân mình thấy bốn con quy thẳng về một hướng trước mặt thôi thì đâm nó sẽ đau hơn nha mọi người. Đấy, thì mình sẽ cố gắng lấy luôn cái trụ này nha. Tiếp theo mình sẽ lên cái cây kiếm chí mạng này nha. Thì lúc nãy mình nói rồi, con này có hai lối lên đồ, một lối lên thủ, một lối lên công, lối lên full chí mạng đó. Thì hôm nay mình sẽ lên full chí mạng. Từ từ hai con này hai con này làm gì đây, mình sẽ cân hai mọi người, mình hết hồi anti rồi mình cân hai cho mọi người xem này. Đó, thì bây giờ là mình sẽ đây, con mình có cân hai con lão phu tử đó mọi người thấy không. Lúc nãy mình nói rồi, chặt chết luôn mọi người, mình nói rồi là cái con này nó khi mà tụ lực như này sẽ được miễn khống chế, cho nên là con lão phu tử nó không xích được mình. Trời đất, con mã khựa trong này ha, mình tưởng nó chạy về phía kia mọi người. Mình biết nó trong này là mình chọc nó trước rồi. Thôi, chạy được rồi, thôi tha cho nó đi. Thì con này nó có hai trạng thái mọi người. Một là trạng thái phòng thủ với cái trạng thái cơ động này.
thì thường không có ai quánh ở cái trạng thái cơ động hết, trừ khi mọi người muốn chạy như thế nào đó thôi thì mọi người mới chuyển sang trạng thái bình thường thôi. Chứ bình thường thì ai đánh thì cũng để cái trạng thái phòng thủ thôi, thì trạng thái phòng thủ này nó mạnh hơn, mình đánh giá là nó mạnh hơn. Trạng thái kia là dùng để truy đuổi hoặc là chạy thôi. Lão phụ tử này làm gì đây, solo không? này làm gì đây? Nó chạy rồi, bây giờ nó biết sợ rồi mọi người. Lúc nãy giờ nó chết ngu với mình rồi, nó kiểu nó cố gắng, nó cố đấm ăn xôi, nó đánh mình nhưng mà đánh không lại. Thì bây giờ nó biết khôn, nó chạy rồi. Mình nói tiếp về cái lối lên đồ hôm nay thì mình muốn lên full chí mạng là do mình không có thích lên thủ mọi người. Mình lên thủ thì mình thấy như TikTok thì người ta thường lên thủ hơn. Nhưng mà với TikTok là mình tóc biến với lão phụ tử rồi đó. Ok, thì cái đòn chọc này có thể tóc biến được nha. Thì bây giờ mình nói tiếp là trên TikTok thì tuy là người ta lên full thủ nhưng mà không có, mình lên full thủ thật sự thì mình không có trâu được như TikTok đâu. Đơn giản là do kiểu như TikTok là nó xanh, nó ao tiền quá mọi người. Chứ ngang ngang tiền thì mọi người lên full thủ thì nó quánh mọi người vẫn chết rồi. Mình nói thật luôn rồi, mã khựa nè. Mấy sợ này ngáo thế mà vẫn còn anti không chịu chạy. Chắc là nó nghĩ là mình không dám lại gần nó, rồi mình không chọc chết được nó, cho nên nó vẫn ulti, nó cố gắng nó ulti, nó dọn lính đó mọi người. Đó, thì là con bò làm gì đây. Thì mình nói tiếp là dù có lên thủ đi nữa thì mọi người mà để nó đông người quá đánh thì mọi người vẫn chết thôi. Cái khả năng sống sót của mọi người dường như rất là hiếm luôn. Cho nên là khi mà mình lên công như thế này nè thì mình có thể chọc chết được địch luôn, chứ mình không có để mà địch nó chạy thoát hay là nó giết mình trước đâu. Ôi trời, thôi lui hết kịp rồi mọi người. Rồi pha này mình sống không thọ rồi. Mình bị chậu bắn nhiều quá mọi người. Mình lo nói chuyện với lại mình lo tham chọc quá cho nên là mình chết rồi. Thì tuy là cái con này á đam nó to rồi nó trâu này nọ, nhưng mà mọi người thấy là nó rất là đù, nó rất là tù luôn. Cho nên là mọi người lên thủ thì mọi người chọc nó không có đam, mọi người cứ đứng trong tường thì mọi người luôn luôn ở thế thủ thôi. Mọi người không có làm cái gì uy hiếp được nó hết. Cho nên là mình muốn lên full công để dù cho máu mình có thấp một tí, mình nó đánh mình nhanh chết hơn, nhưng mà mình vẫn có một cái gì đó uy hiếp được nó mọi người. Giống như là nó láo láo thì mình là chọc nó chết luôn. Chẳng hạn đây pha này mình sẽ cân 2 nha mọi người. Nó mình sẽ cân 2 thằng này luôn. Không sao cả. Ôi cân 3 đứa luôn mọi người. Ơ 4 đứa. Ôi đông. Gì đông vậy? Ngon. Con lóc rồi, chết lão phụ tử. Nó chạy hết rồi mọi người. Pha này cân 4 mọi người. Đấy mình sẽ con bò cháy nhánh đấy. Mắc khờ. Đứng biến về. Nó tưởng là mình không dám vô mọi người. Đó, thì pha này là mình cân 4 nha mọi người. Thì mình với 4 thằng đệ của mình cân 4 thì là 5-4 chứ không phải là 1-4 đâu. Đây là con huyền sách. Ok, thì mọi người không tụ lực lâu thì chọc vẫn được, nhưng mà nó không có đam mọi người. Mình nghĩ là mọi người nên tụ lâu tí rồi chọc full cây luôn, kiểu như tụ full cây đỏ luôn, nó vàng lên đỏ rồi mọi người buông ra thì chọc nó mới phê. Chứ để mà nó chứ chưa mà tụ lực mà chọc thì nó sẽ chọc nhanh hơn, nhưng mà ý là đam nó không có to, đánh không có sướng rồi. Một mạng nữa, ok, con bò, ok, quá ngon mọi người ạ. Con này chơi cũng sướng thật, nhưng mà riêng cá nhân mình thấy thì lên full chí mạng thì mới sướng, còn lên thủ thì được cái câu đứng ép sát vô tường thì nó bị động lắm. Mình không thích cái lối lên đồ đó. Nhưng mà mình nghĩ là cái lối lên đồ này thì lên rank cao khá là khó chơi, bởi vì cái con này nó đã tù như vậy rồi mà mọi người đam to mà máu nó còn không trâu nữa thì nó nói chung chơi rất là khó. Trên rank cao người ta chơi kỹ năng rất là cao, né chiêu cũng rất là dễ dàng, cho nên là mình không có nghĩ là không khuyến khích con này chơi ở rank cao đâu. Chứ con này mà chơi rank thấp lên full chí mạng thì được, còn rank cao thì mọi người phải chơi con này rất là giỏi rồi, kỹ năng thông thạo các kiểu phải tốt thì mới nên chơi con này. Còn lên cái kiểu đồ như thế nào thì mình cũng không biết, tại vì mình chơi con này mình nói rồi, đầu trận con này là anh em với mã siêu mọi người. Mã siêu thì cũng không 14, thì con này cũng không 11 hay không 12 gì đó, mình không nhớ, thì không 11 mọi người. Thì mình sẽ đứng từ xa mình dọn lính nha. Cái đòn đánh ở trạng thái phòng thủ con này cũng rất là gọi là xa mọi người, xa hơn những cái con tướng khác, cho nên là nó cũng có một tí lợi thế khi mà solo đường anh em ơi. Đây bây giờ đồng đội mình đã tập hợp đủ rồi, dân trung quân thì vẫn mãi mê ăn rồng hay sao đứng im chỗ đó rồi. Thì ok bây giờ mình sẽ lên mình che đồng đội mình, chắn đồng đội mình tăng nha. Đó thì nhưng mà lính chưa tới mọi người ạ. Thì thôi mình cứ đứng ở ngoài mình chọc thôi, thằng nào mà vô thì mình chọc thằng đấy. Nhầm tay thi thì nó nhầm điêu thiền mọi người. Đây tay thi đâu rồi, đây ok trời đứa coi mọi người, chơi chọc nó phê kìa mọi người. Thôi lui đây mà mắc cửa này.
một cái trời đất ơi mọi người coi nó chọc kìa, một cái chết luôn má cửa mọi người, nó đam quá ảo mọi người ơi. Thôi chạy chuyển sang trạng thái chạy nhanh này nha. Đó thì bây giờ quay lại chuyển sang trạng thái phòng thủ quánh được này. Đó thì những cái con mà tầm xa như đã chết hết rồi thì bây giờ mình quánh được huyền sách này thì nó phế rồi mọi người, không sao không sao, huyền sách phế rồi mọi người. Ok thì đây con tây thi này rồi nó chết rồi. Thì lúc mà mọi người cần chạy hay là cần truy đuổi thì mọi người chuyển sang cái trạng thái này. Đó thì mọi người sẽ cơ động hơn, chạy nhanh hơn, chiêu mồ cũng xa hơn. Còn mọi người đang đánh vào combat tổng này nọ thì mọi người luôn luôn phải bật cái trạng thái phòng thủ lên cho mình nha. Đây trạng thái này là trạng thái mà sát thương chính, trạng thái mà đánh chính của con mộng điềm này luôn đó, chứ không phải là cái trạng thái bình thường mọi người chạy đâu. Bình thường chạy nhanh thì nó rất là yếu mọi người, nó không có mạnh đâu. Cho nên là mình khuyên lúc nào mọi người cũng để cái trạng thái phòng thủ này cho mình, còn cái trạng thái kia chỉ để chạy hoặc là truy đuổi thôi. Đó thì bây giờ mình sẽ cố gắng đẩy lính lên để mà win luôn trận này nha, chứ trận này không có nhây được đâu. Thì đây là đẩy lính đường này đi, đường này thấy là lính cũng khá là cao rồi, con rồng cũng cường hóa luôn. Đó, mình không hiểu sao là cái con rồng mà cường hóa mà cái thân á, cái cánh á thì nó chỉ cường hóa được đường thôi, còn cường hóa đầu hay là cường hóa tay chân thì nó lại cường hóa được ba đường, mình cũng không hiểu nữa. Chắc là cường hóa này thì nó lợi hại hơn hai cái loại kia cho nên nó bị mất hết đường rồi mọi người. Đây, có những con rồng tăng rồi, mình sẽ chọc thoải mái mọi người coi chọc đam nó ảo kìa. Đây con mình sắp trời để coi đam ảo kìa. Đó là lý do mình thích chơi cái con này mà lên chí mạng đó mọi người, chứ lên thủ chọc nó không có đau mọi người, chọc không có sướng, chọc nó chưa kịp chết là địch nó chạy rồi. Đây con này nó đù sẵn rồi mà mọi người lên thủ thì chọc không chết, địch nó chạy mọi người không có truy đuổi được nó, cho nên là mình lên full chí mạng luôn. Thì ok, trận đấu mình nó cũng kết thúc tại đây rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip của mình tới giờ phút này nha. Nếu mọi người thấy hay hãy cho mình một like và một subscribe nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ thì chào tạm biệt mọi người. Bye bye.